Hello everybody, could you tell me the reason why you want to learn English? Because it's hard for me to get a point. Firstly, you say you want to learn English because you want to see the world. But actually, the majority of people are lazy in reading news about the outside world. Secondly, you say you want to learn English because you want to travel. But actually, many people can't afford a journey, and even they can't have time for a short trip. Why? They have to work and make money. And lastly, you say you want to learn English because you want to get a better job. But your manners, your behaviors, your attitudes, and even your creativeness are not good enough. So how can you pass the interview? So tell me why you want to learn English, but you don't put all your efforts to do this. Why? Nói tôi nghe là tại sao các bạn lại muốn học tiếng Anh? Bởi vì thiệt ra là rất khó để mà hiểu được cái vấn đề. Trước tiên, các bạn nói các bạn muốn học tiếng Anh là bởi vì các bạn muốn biết thêm về thế giới, mở mang kiến thức. Nhưng mà thật sự ra thì rất nhiều người lại rất làm biến trong cái việc mà đọc tin tức về thế giới. Đó. Rồi thứ hai, các bạn nói các bạn muốn học tiếng Anh là bởi vì các bạn muốn đi du lịch. Nhưng mà thiệt sự ra thì nhiều người lại không đủ tiền để mà cho cái chuyến đi đó. Và thậm chí rằng là họ không có được thu xếp được cái thời gian cho một chuyến đi ngắn nữa. Tại sao? Tại vì họ phải đi làm, phải kiếm tiền. Và cuối cùng, các bạn nói các bạn muốn học tiếng Anh là bởi vì các bạn muốn có một công việc tốt hơn. Thế nhưng mà cái tư duy, cái tính cách, cái thái độ và thậm chí là cả cái sự sáng tạo các bạn không đủ tốt, thì làm sao các bạn có thể vượt qua được cái kỳ mà phỏng vấn? Thế thì tại sao? Tại sao các bạn muốn học tiếng Anh nhưng mà các bạn lại không đặt hết cái nỗ lực của mình vào cái việc thực hiện điều đó? Sao vậy?